Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh khai trương trung tâm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm đi vào hoạt động hướng đến mục tiêu xuyên suốt xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh thực hiện. Sau khi đi vào hoạt động, trung tâm đóng vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ cả hoạt động của tỉnh thông qua việc thu thập, chuyển hóa dữ liệu, phân tích xử lý, đưa ra cả báo cáo, quyết định phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý điều hành của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương. Hướng đến hoàn thành mục tiêu 401 có trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh, bao gồm làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung nhiều, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và dữ liệu có số hóa. Sau nghi thức khai trương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn giới thiệu tổng quan hoạt động của trung tâm. Theo đó, trung tâm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giúp lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có thể theo dõi sát sao nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội như chất lượng dịch vụ y tế, thông tin môi trường, tình hình giải quyết thủ tục hành chính, giám sát giao thông, giám sát thiên tai bão lũ và đặc biệt là phản ánh của người dân về những bất cập xảy ra trên địa bàn. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để lãnh đạo tỉnh có thể đưa ra những quyết định xử lý nhanh chóng, chính xác và đáp ứng nhanh, giải quyết kịp thời nguyện vọng của người dân. Trung tâm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.